thời đại của những con máy tự động hóa đang dần lên ngôi mọi người ạ. Đặc biệt khi bây giờ những con máy mà có trạm tự đổ rác ở ngày xưa khoảng mười mấy triệu, bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 7-8 triệu thôi, cực kỳ tuyệt vời. Và không hề ngoại lệ, hôm nay mình mang tới con Viomi Alpha Hybrid, đây là một cái dòng mà tự đổ rác thiết kế khá đẹp và khả năng tránh nắng vật thể cực kỳ tốt. Ok, cùng mình xem chi tiết về nó nhé. Alpha Hybrid được đóng gói khá là tinh gọn. Chúng ta sẽ có một con robot, một cái trạm khá đẹp với màu tím nổi bật ở đây và một hộp phụ kiện. Với hộp phụ kiện chúng ta sẽ được tặng thêm là hai cái túi chứa rác này, hai cái chổi cạnh và dưới này thì thêm cho chúng ta khá nhiều giỏ lau. Đã xem hai sắp giỏ lau dùng một lần và một cái giỏ lau. Đây là cái trạm dọn bụi tự động của Viomi Alpha Hybrid, hãng làm nhỏ gọn và góc cạnh với một thiết kế mình thấy khá là ngầu, với cái đèn led ở đây cùng với đó một cái đèn bao pin ở trên nắp. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái túi bụi. Cái túi bụi này thì theo hãng được sản xuất với công nghệ phủ carbon, khiến cho cái việc mà khử mùi tốt hơn. Dung tích là 2,5 lít sẽ được khoảng tầm 30 ngày mà chúng ta không cần phải là dọn bụi bằng tay. Và các thiết kế thông thường ở phía dưới thì các bạn có thể nhìn qua, nó cũng tương tự với những robot hút bụi có trạm khác. Ưu điểm lớn nhất của nó là nhỏ gọn thôi. Và đây là nhân vật chính robot Viomi Alpha Hybrid. Thiết kế cũng tương tự như cái trạm, thì nó một cái thiết kế làm kiểu mà dài góc hơn. Hãng sử dụng hai nút bấm khá lớn ở phía trước và phía sau, nút nguồn và nút trở về sạc. Bên trong này sẽ là cảm biến LiDAR. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có cảm biến va chạm cùng với hai cảm biến IR khá là nhạy. Hãng công bố có thể tránh né tới 150 vật thể với độ chính xác cao. Ở phía sau chúng ta sẽ có hai chân sạc. Hai chân sạc này thiết kế cao, khác với dòng robot khác thường hay nằm ở mặt dưới. Và ở đây thì nó là các hộp bụi của máy. Hộp bụi này rất là hộp bụi tích hợp. Chúng ta sẽ có một phần chứa bụi riêng ở giữa đây với cái màng lọc Hiba. Đây là phần chứa bụi của máy. Đồng thời phía sau này sẽ một cái cổng hút, cái chạm bụi cho hút rác từ đây. Hộp bụi này thì theo mình nghĩ là hơi nhỏ, tuy nhiên thì cũng không có vấn đề gì khi mà chúng ta có một cái chạm rác hút bụi tự động. Và vị trí này là vị trí thêm nước, chúng ta có thể thêm nước sạch vào đây để robot lau nhà. Tuy hộp bụi nhỏ nhưng hộp nước thì lại khá lớn, bao quanh từ đây tới đây. Vậy nên chúng ta có thể lau được tới diện tích cả trăm mét vuông trong một lần thêm nước. Và mặt dưới thì là giẻ lau. Giẻ lau này thì chúng ta cũng thể tháo rời được nhé. Nếu các bạn muốn máy chỉ hút bụi không thì chúng ta sẽ việc đơn giản là tháo cái đế này ra thôi. Để lắp lại thì chúng ta sẽ cài lại nhẹ nhàng là được. Ở mặt dưới thì là một thiết kế khá là thông thường. Chúng ta sẽ có những cảm biến chống rơi, bốn vị trí này, bánh xe điều hướng, bánh xe chính và các chổi chính. Chổi chính này thì cũng được thiết kế là một cái chổi thẻ có sát sàn hơn. Chúng ta vẫn sử dụng app Mi Home để kết nối với dòng Viomi Alpha Hybrid này, và app của nó sẽ là app tiếng Anh nhé. Đây là giao diện của dòng Viomi, chúng ta có thể điều chỉnh được khá nhiều thông số ngay màn hình chính. Chúng ta nút trở về sạc, chạy quản lý bản đồ trong này. Có khá nhiều tính năng về quản lý bản đồ như tường ảo hoặc là cài đặt vùng. Có một cái map list để chúng ta lưu lại nhiều map. Con này theo mình biết là có thể lưu được tối đa là 5 bản đồ. Chúng ta có thể điều chỉnh được một vài tính năng như là vừa hút vừa lau, hoặc là chỉ hút không, hoặc là chỉ lau không, lực hút cùng với mức nước. Chúng ta có thể điều chỉnh phòng. Cái này thì khi có bản đồ thì các bạn điều chỉnh được từng phòng một nhé. Ngoài ra thì các tính năng khác như là chọn chế độ chạy như là chế độ hình chữ S hoặc là chế độ lau hình chữ Y. Về lịch sử chạy, lịch chạy tự động chúng ta có thể thêm trong này. Chế độ như không làm phiền hoặc là xóa bỏ bản đồ. Một vài tính năng khác như là cái thời gian đếm về sử dụng phụ kiện. Ngoài ra thì các bạn có thể bật tắt giọng nói. Với dòng máy này ngôn ngữ mặc định sẽ là tiếng Trung Quốc. Các bạn nào không thích thì có thể vào đây là cho nhỏ hoặc là tắt hẳn đi cũng được. Bây giờ thì mình sẽ cho máy chạy thử với một vài các vật thể trên sàn để xem khả năng tránh né chạy mà không va chạm của con robot Alpha Hybrid này nó như thế nào nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu nè. Về vấn đề mà hạn chế va chạm thì các bạn cũng có thể thấy robot ôm thanh niệm ở mức độ khá tốt, khi mà những vật thể thì hầu như máy chỉ chạm nhẹ hoặc là không chạm. Đặc biệt những vật thể lớn như là bức tường hạn thì máy gần như hoàn toàn không chạm mà chỉ đi sát thôi. Ok, như vậy thì máy nó đã hoàn thành cái vòng chạy của mình. Và như các bạn thấy ở đây thì máy cũng ghi lại những cái đường chạy và những đường màu tím ở trên này rất là chi tiết. Tổng quan thì theo mình thấy dòng này sẽ cực kỳ hợp với những bạn nào mà thích một con máy nhỏ, gọn và nhẹ nhàng trong vấn đề di chuyển giữa các tầng lầu, cùng với đó khả năng tự động hóa cao khi khả năng tự động dọn rác một cách hiệu quả. Với dòng này các bạn sẽ đỡ phải đổ rác rất là nhiều,
chúng ta sẽ gần như ít phải quan tâm máy, khoảng tầm 1 tháng chúng ta phải vệ sinh máy một lần. Và trên hết đó chính là mức giá. Khi mà giờ đây chưa tới 8 triệu đồng, các bạn sở hữu một con máy có lực hút cao lên tới 4.000 Pascal, có khả năng tự làm sạch, cùng với đó là thiết kế nhỏ gọn. Khi mà chúng ta có robot lẫn cái trạm hút bụi này rất là gọn luôn, chỉ khoảng tầm 4 kg. Vậy nên các bạn thấy giữa các tầng lầu một cái dễ dàng, kể cả người già thì việc vận hành cũng cực kỳ đơn giản. Và đừng quên, nếu có thắc mắc nào hãy comment bên dưới để ông Trùm hỗ trợ cùng giải đáp nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.